Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Zindu.vn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Thảo Dược Xanh số 1 Zindu tìm hiểu về chè vàng và bài thuốc điều trị kinh nguyệt không đều, vàng da. Chè vàng có tên gọi khác là chè cước nam, dây cẩm vân, dây dầm trắng, mổ xẻ, dây vàng, một số nơi miền Trung gọi là lá vàng, vàng, dầm trắng, dâm leo, dâm di, còn người miền Nam thường gọi là lải ba gân. Đối với người Quảng Trị, chè vàng còn gắn với một địa danh nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn được gọi là công giáo nhiều nơi trên thế giới biết đến là La Vân, nhiều nơi trên thế giới biết địa và là nơi hành hương quan trọng của người công giáo Việt Nam, nằm ở huyện Hải Lăng, được giả thuyết bắt nguồn từ tên gọi lá vàng. Từ lâu, chè vàng đã trở thành một loại thức uống quen thuộc ở rất nhiều vùng quê. Chè vàng còn là một vị thuốc phổ biến được nhiều người sử dụng, nhất là phụ nữ sau sinh nở. Ngoài những tác dụng và bài thuốc được phổ biến trong bài viết chè vàng giúp lợi sữa và giảm béo hiệu quả ở phụ nữ sau sinh, cách đây vài năm về trước đã được rất nhiều người chia sẻ, đặt mua và sử dụng hiệu quả. Bài chia sẻ sau đây, Thảo Dược Xanh số 1 Zindu sẽ chia sẻ thêm về hai bài thuốc mà người miền Trung đã sử dụng lá vàng để điều trị, hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều, kinh bế ở phụ nữ và người đau gan, vàng da. Chè vàng có hai loại, lá nhỏ gọi là vàng xẻ và lá lớn gọi là vàng trâu. Chè vàng là loại cây thân gỗ, dạng cây nhỏ, mọc thành bụi, cành nhẵn, vươn dài, lá mọc đối, hình bầu dục, gốc tròn, đầu thuôn, cuống ngắn, mặt trên nhẵn bóng, có ba gân chính. Cụm hoa mọc ở kẽ lá và đầu cành, hoa vàng màu trắng, có mùi thơm, nở từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Tràng hoa hình ống, có từ 8 đến 10 cánh hẹp, quả khi chín mọng có màu đen, chín từ tháng 5 đến tháng 8. Do cây vàng mọc ở khu vực Trung Du, rừng núi rải rác thành từng bụi nhỏ, chỗ có gần nước, và thoạt thông gần giống với cây lá ngón, một loại lá rất độc, có thể làm chết người. Do vậy, cần hết sức chú ý để tránh hái nhầm lá ngón trong quá trình sử dụng chè vàng. Chè vàng được coi là nước giải khát quen thuộc, bởi trước khi là một vị thuốc quen thuộc dùng để trị và hỗ trợ trị bệnh đối với người miền Trung, phổ biến nhất ở các tỉnh Quảng Bình hỗ trợ trị bệnh, đối với Huế, v.v. Từ lâu, lá vàng đã trở thành một thứ nước uống giải khát dân dã, quen thuộc của nhiều gia đình, nhất là ở vùng nông thôn. Ngày nay, khi có dịp đến các nhà hàng, quán ăn của người Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, hay khi có dịp đến các nhà, kể cả các quán ăn ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với việc thưởng thức các món ẩm thực ngon, quen thuộc, giá rẻ, thực khách còn được phục vụ miễn phí nước chè vàng, có tác dụng giải khát khá tốt. Thông thường được pha chế bằng cao chè vàng cho tiện. Gần như tất cả các quán cháo, bánh canh hay bún Huế đóng tại tất cả các địa bàn ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đều có sử dụng chè vàng để phục vụ thực khách như một loại nước uống của chính mình. Một số bài thuốc từ cây chè vàng như trên đã đề cập, từ lâu ở miền Trung, sau khi sinh nở, phụ nữ nông thôn thường lấy lá chè vàng phơi khô, nấu nước uống hàng ngày thay cho các loại lá cây, lá khác để bồi bổ sức khỏe. Sau đây là hai bài thuốc rất phổ biến và dễ làm mà thính giả có thể tham khảo và áp dụng được ngay. Lưu ý không dùng cho phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi. Bài 1. Cao chè vàng hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều, kinh bế ở phụ nữ. Bước 1. Chuẩn bị sẵn một nắm cây chè vàng. Để nguyên cả cành và lá, đã rửa sạch, phơi khô, cắt nhỏ. Cứ 1 cân lá chè vàng nấu với 3 lít nước trong khoảng từ 3 đến 4 giờ. Sau đó rút nước, đầu và nấu lại trong 2 giờ. Sao cho còn 2 lít nước. Lấy 2 lít nước đầu, gạn, lọc sạch cặn bã rồi tiếp tục cô cho đến khi có cao và mềm là được. Về liều dùng thì phụ nữ bị bệnh kinh nguyệt không đều hoặc kinh bế có thể sử dụng từ 1 đến 2 gram cao lá vàng pha thành nước để uống hàng ngày cũng rất hiệu quả. Ngoài ra, nếu bị kinh bế, trường hợp chắc chắn không có thai, có thể tham khảo thêm bài thuốc thông kinh dưới đây. Chuẩn bị 12 lá mần tươi, 20 gram nhân trần rửa sạch, thái nhỏ cùng với 8 gram tô mộc chè nhỏ,
các vị trên cho chung vào niêu đất cùng với 20g cây ích mẫu, đổ vào 2 chén nước và sắc lại còn 1 chén nước. Mỗi ngày uống 1 thang, uống liền 3 thang vào khoảng 5 ngày trước kỳ kinh. Nếu đã thấy kinh thì thôi uống để đề phòng bị băng huyết. Khi uống có thể hòa thêm 2 thìa rượu nếu những ai biết uống rượu. Lưu ý với những người gầy ốm, khô khan, hư huyết không nên dùng bài thuốc này. Bài 2. Chè vàng hỗ trợ điều trị đau gan, vàng da. Chuẩn bị 10g chè vàng và 10g ngấy hương, loại cây tươi hoặc cây khô đều được, sắc uống làm 2 lần trong 7 đến 10 ngày để hỗ trợ điều trị bệnh đau gan, vàng da. Ngoài hai bài thuốc kể trên, lá chè vàng tươi còn được người đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị dùng để ngậm, chữa sâu răng và bệnh nha chu răng. Khi bị thương do đi rừng, người ta cũng thường nhai một nắm lá chè vàng tươi để đắp vào vết thương nhằm kháng khuẩn và chống viêm khá tốt. Chè vàng và cao chè vàng tại Thảo Dược Xanh số 1 Jindu có thành phần 100% từ cây và lá chè vàng được thu hái hoàn toàn từ các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.